Xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú bác anh chị em trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay kênh quay trở lại với chỗ vườn mai chỗ anh Phong ở Bến Tre quý cô chú anh chị. Lâu rồi cũng không có gặp anh Phong ha. Thì ở đây cũng nhiều giống mai, cúc bông chùm, này là cúc quý phi nha quý cô chú anh chị. Quý phi hàng phong cao ha, đế đẹp luôn. Rồi mai tầm trung cũng có luôn nha quý cô chú anh chị. Còn đây thì này là cúc thọ hương. Cúc thọ hương nha quý cô chú anh chị nha. Cúc thọ hương. Cây này là hàng VIP nha cô chú anh chị ha. Hàng VIP. Rồi em chào anh Phong ơi. Ok. Anh chào em. Dạ. Anh xin kính chào tất cả cô chú anh chị trên mọi miền đất nước. Hôm nay em nghiệp tới vườn em cũng để giới thiệu với cô chú anh chị một số mai bên em đang có nha. Yeah. Nên là những cái dòng quý phi rồi những cái dòng mai hot đang hot trên thị trường nè. Rồi tới còn cúc gia, có cúc gia đình ha anh? Có cúc gia đình với lại cúc kem, cúc hoàng hậu, cúc nữ hoàng, nói chung là những cái dòng cúc với dảo, dảo cam rồi những cái dòng đang hot trên thị trường thì bên vườn nhà anh cũng đều có hết nha. Bên vườn em cũng đều có hết nha cô chú anh chị, có cần thì liên hệ với số điện thoại trực tiếp bên em là 0762 379 979 hoặc là 0789 76 96 96 nha cô chú anh chị. Yeah. Em cũng có nhận ghép luôn cho tới nhà của cô chú anh chị mà không có thời gian để ghép á thì cứ liên hệ với bên em cũng nhận ghép luôn nha cô chú anh chị. Cung cấp bo luôn, cung cấp những cái giống mà bo mới luôn. Những cái giống mới hot trên thị trường á. Rồi. Hôm nay mình sẽ vô clip gì vậy để giao lưu anh? Hôm nay mình lên cái clip cúc đại lộc để giao lưu với cô chú anh mai chị. Mai đại lộc. Cái đó rồi. Là cúc kem á. Dạ, cúc kem. Rồi bây giờ mình vô clip luôn nha cô chú anh chị. Dạ, rồi mình vô luôn clip nha anh ơi. Mã số đầu tiên của cây mai đại lộc là mã số mấy nha anh? Cây mã số 1 của ngày nay luôn nha. Ngày hôm nay là mã số 1 ha. Mai đại lộc ha. Mã số 1 bữa nay 26 hả? Dạ bữa nay là 27. Có 27 hả? 27 tháng 9. Vô mở cốp xe lấy thước dây giùm ở trong cốp xe. Mã số 1 cho cô chú anh chị, anh quay cho em một vòng nha. Rồi mà đây lọc thành phẩm nha cô chú anh chị. Cái tàng thông nha cô chú anh chị ơi. Để khum ha, để dán khum. Cây này chắc ghép chắc cũng cỡ hơn 3 năm rồi nha cô chú anh chị. Chục này 3 mùa. Tết này nữa hơn 3 mùa. Dạ, đế đẹp luôn. Nút nụ bao la luôn nha cô chú anh chị, hàng siêu nụ luôn ha cô chú ha. Dạ. Rồi cho em thông số nha anh. Rồi, thông số giùm em nha. Số chờ nó lấy cái thước cái bấm ngừng cái. Dạ, anh cho em bình thân nha anh. Thân 19. Dạ, quanh là 19 nha cô chú ơi. Chiều ngang nó 60 nha. Dạ, tán ngang là 60. Chiều cao là 90 nha cô chú. Cái trục rất là lớn nha cô chú anh chị nha. Cây số 1. À, số 1 của ngày 27 tháng 9. Cái này em xin giao lưu là 1 triệu 7 bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi 1 triệu 700 ngàn cái đại lộc mã số. Mã số 1. Mã số 1 luôn. Dạ, đổi giùm em nha. Đổi cây. Rồi mấy cây đẹp đưa lên chứ mấy cây bự. Ờ đúng rồi. Rồi cái này rồi, không... Mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 là cũng là một lô mà clip này là toàn bộ là mai đại lộc hết. Đại lộc không à? Clip này lên đại lộc không? Rồi, siêu nụ luôn nha cô chú anh chị nha. Rồi cây mắt ghép này cũng 3 mùa ha cô chú anh chị ha. Ba cây này ghép ba bo nha cô chú anh chị. Đế củ đế khùm hay dán giống như thú nha cô chú anh chị nha. Cây đế đẹp luôn. Đế đẹp siêu nụ siêu bông nha cô chú anh chị. Rồi cho em thông số nha, cho em hoành cây số 2 số 2 nha quý cô chú anh chị ơi. Cây đại lộc mã số 2. Mã số 2 đại lộc đi, cái mà khi nào mà cô chú mà anh chị có điện hỏi cây thì nói là mã số 2 lô cây đại lộc giùm em nha. Mã số với cây củ nha cô chú anh chị. Hoành củ, hoành thân. Hoành thân 12.
cái ngang 55, chiều cao cũng 55 luôn. Rồi giá Zalo cây mã số 2 như anh ơi. Cây mã số 2 này Zalo 1 triệu nha cô chú. Dạ 1 triệu nha quý cô chú anh chị em, mã số 2. Cây đại lộc siêu nụ đang ôm nụ Tết nha cô chú. Đây cái bên chỗ có hơi nhạt rồi xíu cô chú anh chị các bạn thông cảm nha. Rồi đổi giùm em luôn nha. Đây đổi cây. Mã số 3. Mã số 3. Hồi nữa mà hoành cỡ cỡ như hồi nãy vậy đó, mình tính sụt xuống cho nó chẳng nha. Dạ, rồi mã số 3 nha cô chú anh chị. Này cây có nụ là cô chú ơi, nụ cưng luôn đó. Hàng bông chùm nha cô chú anh chị. Nụ tròn do luôn. Lừa mấy cây đẹp á, mấy cây bữa hổm lên rồi á. Rồi củ đế khá là quái đẹp nha cô chú anh chị. Đó, đế thú luôn mới chịu nha. Cây ghép ba bo luôn nha cô chú anh chị. Cây ghép ba bo. Giờ cho em thông số nha anh. Thông số là 14. Dạ hoành là 14 nha quý cô chú. Hoành 14. Tán ngang 56. Dạ tán ngang là 56. Chiều cao 72. Chiều cao là 72 nha cô chú anh chị. Mã số 3. Mã số 3 nha cô chú anh chị ơi. Cái này em giao luôn 1 triệu 2 nha cô chú anh chị. Rồi 1 triệu 200 ngàn cây đại lộc mã số 3 ha cô chú ha. Đó. Cây bảo đảm là cô chú anh chị là bao. Cây này thì Tết thì bông ok rồi. Dạ rồi đổi giùm em nha. Mã đổi cây 3. Luôn. Rồi cây đại lộc mã số 4 luôn cô chú ơi. Ok nói chung là lâu này là hàng đế VIP nha cô chú anh chị. Đế thú đẹp cây ghép hơn 3 năm nha cô chú anh chị nha. Hàng chuẩn. Cái này cái cúc bi rồi. Cái cúc bi. Lỡ rồi lên luôn đi. Dạ luôn luôn. Cúc bi này của cái lô kia lỡ người ta kêu chốt cái lô kia làm sao. Cúc này cúc bi. Đây cái mã số 4. Mã số 4 nha cô chú anh chị. Nãy lộn cây ha cô chú anh chị ha. Nãy lộn cây xíu. Toàn bộ lô này là đại lộc không ha cô chú. Cây đế thú, đế nằm rất là đẹp nha cô chú. Đại lộc thành phẩm. Đại lộc thành phẩm luôn. Cây chột ghép trà bá luôn nha cô chú. Gom cả một mớ để ngoài này đi, cây nào mà thấy không ấy bỏ cho đi kia. Dạ rồi, một vòng giùm em nha. Một vòng giùm em. Rồi ok, lên vô thông số nha. Dạ rồi. Rồi hoành là 20 nha quý cô chú anh chị. Hoành là 20. Tàn thì bao la luôn nha. Tán ngang 53 luôn, cô chú anh chị. Chiều cao 65. Toàn rất là đẹp toàn luôn. Rồi giá giao lưu cây này như anh ơi. Cây này giao lưu là 1 triệu tư bao ship nha. Rồi 1 triệu tư một cây đại lộc rất là đẹp nha cô chú anh chị. Ghép rất nhiều bo luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Ghép 6 bo nha quý cô chú anh chị ơi. Cây ghép trên 3 năm ha. Rồi đổi giùm em luôn nha. Đổi cây anh. Rồi mã số 4, mã số 5. Mã số 5. Mã số 5 nha cô chú anh chị. Là một cây đế khủng nha cô chú anh chị ơi. Tàn thì nó hơi hơi ít chút xíu nhưng mà cây đế rất là đẹp nha. Đó. Rồi cây này ghép hai bo nha cô chú anh chị. Cây này Tết này nữa hai mùa ha cô chú anh chị ha. Rồi cho em thông số nha. Quá chừng cái nồi đế đẹp nha. Rồi 19. 19 nha cô chú anh chị. Tán ngang 50. Chiều cao 62. Hàng chuẩn chơi Tết nha cô chú. Rồi. Giá giao lưu là nhiêu vậy anh Phong ơi? Cây này giao lưu là 800k. Rồi 800k nha quý cô chú anh chị. Mã số mã số 5. Mã số 5. Dạ rồi đổi giùm em nha. Dạ mã số 6 nha quý cô chú anh chị nha. Mã số 6 là một cây đại lộc ghép 3 bo. Một cây dán nằm nha cô chú anh chị. Dán thú nằm. Cây dán thú nằm. Cây đang ôm nụ khá là nhiều ha. Rồi. Cây đế nằm thú nằm nha cô chú anh chị. Xong mình sắp một hàng mấy bên đây nha. Hàng mấy bên đây dài trọng đối diện với hàng Cúc Thọ Hương á. Cây ghép 3 bo nha quý cô chú ơi. Ghép 3 bo ha. Mặt cắt này nó muốn liền luôn rồi nha cô chú anh chị.
Đây. Rồi, thông số giùm em nha. Ok, cho thông số nha. Dạ. Mười tám. Dạ, quanh 18. Quanh 18. Chú anh chị ơi. Tán ngang 55. Chiều cao 69 nha cô chú anh chị. Cây này là cây mã số 6. Mã số 6 này em xin giao lưu là 1 triệu mốt nha. Rồi 1 triệu mốt mã số 6 luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi đổi giùm em nha. Đổi cây giùm. Trời ơi, cây này cái chậu này. Rồi mã số 7 nha cô chú anh chị. Rồi cây đại lộc mã số 7 luôn. Một cây đế cũng khá đặc biệt nha cô chú anh chị. Lá này nó già hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Lá già này nó tết bông mới giữ nha cô chú anh chị. Cây mặt này thì hơi lạ ha. Cây này ghép 1, 2, 3, 4, 5 bo nha cô chú anh chị. Đây củ đế nằm mép bên đây ha cô chú. Này mình về mình khe đế lên được ha cô chú anh chị ơi. Cho em thông số luôn nha anh Phong ơi. Cây đang ôm nụ ha cô chú ha. Rồi đo giùm em đi ha. Cái này đo đại chỗ này đi. Đo đại quần giùm em trên đây. Cây mã số 7 phải không? Mã số 7. Quành là 20. Dạ quành là 20 nha cô chú. Tán ngang 49. Dạ tán ngang là 49. Chiều cao 56. Dạ. Cây này anh xin giao lưu là 700 nha cô chú anh chị. Rồi 700k luôn quý cô chú anh chị ơi. Mã số 7 luôn. Rồi đổi giùm em luôn nha. Cho lên giùm em cây. Cái cây đó không phải đại lộc hay gì? Thấy không? Cái đó đâu phải đại lộc không? Cái nào? Không. Cái đó ngồi kệ nó ngồi vô nó sang sang nó vô cũng được. Dạ sang. À, sắp theo thứ tự giùm em nha. Cái clip tự nhiên nó lộn xộn lắm. Bây giờ cái clip này là phải cho riêng một hàng luôn. Để khỏi lộn cây nha. Dạ rồi mã số 8. Rồi, mã số 8. Mã số 8. Mã số 8 là mai đại lộc cho cô chú anh chị ơi, ghép 3 bo luôn nha. Ghép 3 bo mã số 8. Đây cái dàn xương dàn nút nha cô chú anh chị nha. Này đế cũng khá. Quay cho em một vòng nha. Dạ. Nhẹ nhẹ đó. Đi mạnh quá. Rồi cái đít già già. Cái đít hết hồn cái đít luôn. Rồi chung số giùm em luôn nha. Thân rất là đẹp nha cô chú anh chị. Để khá là đẹp luôn. Quanh gốc là 18 cô chú. Đít tròn đẹp. Tán ngang 56. Chiều cao 64. Rồi giá giao lưu cây số 8 như anh Phong ơi. Cây này 1 triệu 2. Dạ 1 triệu 200 ngàn. Cây số 8 nha quý cô chú anh chị nha. Rồi đổi giùm em luôn nha. Lên cây đó luôn cũng được. Cho nó đổi không khí nha. Lên cây cúc bi đi. Dạ. Đổi không khí cái cây. Đổi không khí nha cô chú. Hồi nãy mình nói đại lộc không. Bây giờ có cây cúc bi đẹp quá. Mình xin anh Phong lên luôn. Cây số 9. Dạ cây số 9 nha cô chú anh chị ơi. Một cây cúc bi phong cao, thoát thân cao, chân dài nha cô chú. Tàn điều. Này cúc bi nha cô chú anh chị. Cúc bi là bông 36 cánh nha cô chú. Đang ôm nụ luôn ha cô chú anh chị. Đó đang ôm nụ. Tàn rất là điều nha quý cô chú anh chị. Rồi thoát thân cao ha. Rồi thông số giùm em nha. Cây này chắc 9-10 vậy thôi. Dạ em chạy 10-11 đo trên đây người ta mới chịu anh. Đo trên cổ ghế số rồi, 9 hoành số 9. Đẹp luôn hoành số 9 tán ngang 50. Ủa bo ghép bự vậy đó hả? Chiều cao 60. Cái này ghép chắc 3 năm trên rồi quá nè. Cái này liền cốt quá rồi. Liền cốt hả? Rồi cây cúc bi nha cô chú anh chị ơi. Mã số này là mã số cúc chùm. Cái này là cúc chùm nha cô chú anh chị. Cúc bi hả? Cúc chùm, cúc chùm. Rồi cúc chùm nha. Này cũng bị hố luôn. Rồi chùm cúc chùm. Cây này 700. Mã số 9. 9. 700k cây cúc bông chùm nha cô chú anh chị. Mã số 9 luôn. Đây có cái nụ nè. Có cái nụ này nở rồi. Rồi đổi giùm em nha. Rồi mã số
10. Mã số 10 là một cây mai đại lộc nha cô chú anh chị ơi. Một cây đế rất là đẹp luôn. Đế khủng luôn nha cô chú anh chị, tàn thông đẹp luôn nè. Hàng siêu nụ Tết luôn đó. Của đế khá là đẹp ha. Cây này ghép 3 bo nha quý cô chú anh chị. Ghép 3 bo ha. Rồi, cho em thông số nha anh Phong. Quanh thân là 18. Dạ, quanh là 18 nha quý cô chú. Tán ngang 51. Chiều cao là 74 nha cô chú anh chị. Rồi, giá Zalo là nhiêu đây anh ơi? À, cây này 1.4 triệu. Dạ, 1.400.000 cây. Cây số 10. Để lọc mã số 10 nha quý cô chú anh chị nha. Rồi, đổi giùm em luôn nha. Rồi, mã số 11 nha quý cô chú anh chị ơi. Mai đã đọc mã số 11. Cây mai bên em toàn là đế khá khá không nha cô chú anh chị. Tàn đế whip không nha. Tàn được cũng ổn định hết rồi. Thành phẩm là cây này hai mùa hết rồi. Dạ, Tết này nữa là ba mùa rồi. Nụ Tết là ok luôn nha cô chú. Nó cũng nở lai gai nè. Mùa này cây nào cũng nở lai gai. Mưa xuống là nó phải nở. Trời đế khá ha. Nha thông số nha, mai vườn còn nở nè. 16, hoành 16. Dạ, hoành 16 nha quý cô chú. Tán ngang 53. Chiều cao 62. Rồi, cây ghép 2 bo chột ghép lớn luôn nha cô chú. Mã số 12 phải không? Mã số 11. 11. Cây 11. Rồi, giá giao lưu là nhiêu vậy anh? Cây này 1.1 triệu bao ship. Dạ, 1.1 triệu, mã số 11 bao ship nha cô chú anh chị ơi. Cho em số điện thoại lại nha anh Phong ơi. Số điện thoại bên em là 0762 379 979 nha cô chú anh chị. Dạ. Cô chú anh chị có xem clip thì có cây nào ưng ý thì mua ủng hộ dùng nhà vườn tụi em thì em cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Lại bên em cũng có cung cấp bo với nhận ghép cho cô chú anh chị luôn nha. Nhận dạ. Ghép xa tụi em cũng đi nha. Cô chú anh chị nào cần nhà mình có mai phôi mà không có điều kiện, không có thời gian để ghép thì có thể liên hệ với bên nhà vườn tụi em nha, tụi em sẽ tới hỗ trợ ghép cho cô chú anh chị. Những cái giống mới bên tụi em cũng đều có hết. Cái này là mã số 12 nha cô chú. Cái này là mã số 12. Đây là lọc mã số 12 nha cô chú anh chị. Giữ thông số luôn nha em. Dạ, thông số nha. Hoành gốc 16. Dạ, hoành là 16 nha cô chú. Cây này Tết này nữa là 3 mùa nha cô chú anh chị. Cho nên nó bo ghép nó rất là lớn. Tán ngang 59. Này, cái chọc ghép nó rất là lớn nha cô chú. Bự bằng ngón tay cái chứ lên. Chiều cao 62. Chọc ghép rất là lớn luôn. Nụ thì ok ha cô chú. Già cây chuẩn bông nha cô chú anh chị. Rồi, giá giao lưu là như anh ơi, mã số 12. Cây này em giao lưu là 1.3 triệu nha cô chú anh chị. 1.300.000. Chắc phải nhanh lên quá anh Phong, mà cục mây trên đầu quá. Rồi, đổi cây giùm em 12. Rồi, mã số 13. Mã số 13 nha quý cô chú anh chị. Mã số 13. Đây, tiếp tục là một cây mã số 13. Cây tàn thông đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mã số 13. Chung là dàn cái lô đại lộc này đế khá không à. Dạ, của đế dữ dằn. Tàn thì cũng ổn định, cũng thành phẩm hết. Dạ, rồi. Nó đều tàn hết đây. Dạ. Cô chú anh chị cũng yên tâm về cái này lạc lá ra Tết chưng trên bàn là vừa lắm. Chưng trên bàn phòng khách đó. Để thêm cái đơn nhỏ nhỏ nữa. Cho em thông số nha. Hoành gốc là 19. Dạ, hoành là 19 nha quý cô chú. Tán ngang 56. Chiều cao 74 cô chú anh chị. Rồi, giá cây 13 phải không anh Mượn? Cây này cây 13. Cây này em xin giao lưu là 1.4 triệu bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi, 1.4 triệu luôn cô chú ơi. Dạ rồi, đổi giùm em luôn nha. Đổi cây giùm. Thêm một cây đế nằm nữa nha cô chú anh chị. Rồi, một cây đế thú đế nằm như nha cô, đế thú nằm nha cô chú anh chị. Tàn thông đẹp luôn ha. Một chồng nha anh, quay giùm em một chồng nha.
à, cây đế thú đó, đế đẹp lắm luôn. Rồi treo thông số nha. À, ok, mình cho thông số nha. Dạ. Cô chú anh chị ở số 14 nha quý cô chú. Rồi ngay đây nha. À, hoành thân là 18 nha cô chú. Dạ, anh chị. Hoành là 18. Tán ngang 58. Chiều cao là 67. Cây này là cây mã số 14. Không. Dạ mã số 14. Cây này em xin giao lưu là 1,2 triệu. Dạ 1,2 triệu. Lên cây nữa chơi chẳng 15 cây có gì kết thúc clip luôn ha. Nếu mà trời mưa quá. À. Dạ rồi lên cây nữa giùm em nha. Thôi vậy lên cái bự luôn đi. Lên cái bự đi. Lên cái siêu phẩm đó đi. Siêu phẩm ha. Ừ. Lẹ lẹ lên, lẹ lẹ. Còn cơ hội được một cây. Rồi hàng siêu phẩm nha cô chú anh chị ơi. Quá chừng luôn. Rồi siêu phẩm này là gì vậy anh Đại Lộc hả? À, cây Đại Lộc. Cái Đại Lộc này là già cây lắm rồi, nó năm mùa rồi đó. Cây năm mùa phải không? Đế khủng luôn cây ha. Cây thành phẩm, cái này đế khủng. Cái này hàng sưu tầm, hàng khó kiếm nha cô chú anh chị. Cái này là hàng cũng dạng hàng cũng VIP á cô chú anh chị. Đế tứ diện, đế đều bò lên nền hết. Rồi, cho em một vòng nha. Quá chừng một vòng em coi tàn hết á. Quá đẹp luôn. Cái phôi quá chừng xứng đáng cái phôi luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi thông số giùm em luôn đi anh Phong ơi, cây đẹp quá. Thông số là 21. Dạ hoành là 21. Hoành thân 21. Tán ngang là 1m1. Chiều cao 96. Dạ. Rồi. Cây này anh xin giao lưu là 9 triệu nha cô chú anh chị. Dạ 9 triệu nha cô chú anh chị, một cây Đại Lộc thành phẩm siêu phẩm nha. Chào hết giùm em anh Phong ơi. Rồi thôi em xin kết thúc clip đây nha, mong là cô chú anh chị thương tình ủng hộ bên nhà vườn tụi em xin chân thành cảm ơn nha.